Mà mình hôm nay chúng ta cùng tô màu bức tranh về đi mô đi và chú thỏ nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình tô màu. Đầu tiên mình sẽ tô hai cái tai của mi mô đi trước nha các bạn. Mình sẽ tô màu hồng. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chú thỏ nha các bạn. Và chú thỏ đang ngồi đọc sách. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu quyển sách mà tôi thỏa đang đọc nha các bạn. Và đây là có một ngôi nhà.
Ngôi nhà thì mình sẽ tô màu cam nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ tô chiếc cây. Và mình sẽ tô màu cây nấm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tô những bông hoa. Như vậy trên tay mình đây là bức tranh về Mi Modi và chú thỏ nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.